Đây là một con chim mất 7 năm. Để xây dựng tháp tán gái này, tên nó là Quan Nguyên Đinh Điểu. Mặc dù nhìn từ giá trị màu sắc thì hơi bình thường, nhưng nếu bạn thực sự hiểu rõ nó, thật sự sẽ phát hiện đây là một loài chim rất thú vị và tài năng. Không có con chim nào có thể xây dựng một tòa nhà cao như vậy. Mỗi ngày nó đều phải tìm kiếm vật liệu, sửa chữa tác phẩm của nó. Sau 7 năm xây dựng, ngôi nhà tán gái cao hơn 1 mét này mỗi năm đều tìm được bạn tình thích hợp cho nó. Đồng hành mới là hận thú chân trụi. Khi nó ra ngoài tìm vật liệu, gần đó có một con trống đinh điểu khác thỉnh thoảng sẽ đến nhà anh ta để phá hoại, làm lộn xộn đống cỏ dưới tòa nhà, thậm chí còn điều chỉnh các cành cây xen kẽ bên trong, tóm lại, phá hủy các tòa nhà của đối thủ cạnh tranh để có thể tăng tỷ lệ thành công của mình trong việc tán tỉnh. Vì vậy, mỗi hiên điểu trống sẽ có hành vi như vậy. Rất nhiều tòa nhà bị sụp đổ, chỉ có những ngôi chùa được đánh bóng bằng tâm trí sẽ chịu được sự tháo dỡ mạnh mẽ. Khi anh ấy quay lại, không có gì lạ khi thấy cảnh tượng như vậy. Không mệt mỏi bắt đầu công việc sửa chữa. Họ rất quan tâm đến chi tiết khi xây dựng, trang trí tác phẩm của nó với rất nhiều đồ trang trí, sử dụng một số chất dính. Một số được trang trí bằng vật liệu được làm khô bằng không khí. Ít nhất làm như vậy còn hơn không làm gì cả. Trông hấp dẫn hơn, tòa nhà của nó sẽ được rất nhiều động vật đến thăm. Tất nhiên, sau chuyến thăm cũng sẽ phá hủy thành quả lao động vất vả của anh ta. Lúc này đinh điểu sẽ thể hiện kỹ năng độc đáo của mình. Chống lại những kẻ to lớn không thể lay chuyển này, nó có thể bắt chước âm thanh của động vật. Hình như có chút tác dụng, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc con lợn rừng phá hủy nền tảng của nó. Nó lại bắt chước tiếng kêu của lợn rừng mà nó từng nghe thấy. Nó lại bắt chước tiếng chó, sau đó là một con chó giận dữ. Rõ ràng là lợn rừng sợ hãi. Giọng nói này nghe có vẻ thật và khó hiểu. Cơ owner lợn rừng sợ hãi bỏ chạy. Loại chim này có thể bắt chước mọi âm thanh nghe được. Tuyệt vời. Năm ả kỹ năng này không chỉ được sử dụng để khóc lợn rừng. Chìa khóa là ở việc tán tỉnh. Âm thanh kỳ lạ sẽ thu hút sự tò mò của người khác giới. Khi con cái đến tần số tán tỉnh được sắp xếp cẩn thận của nó, một cuộc hẹn hò thú vị bắt đầu. Đầu tiên, anh ta cho xem đủ loại âm thanh lạ. Có tiếng nói của con người, tiếng trẻ con chơi đùa, chiếc thuyền tình yêu này đối với đồng loại không che mặt này. Tò mò. Tiếp theo là một trò chơi trốn tìm thú vị. Nó đuổi theo. Chim mái muốn từ chối và tránh mặt nó. Nó khó bay. Tình yêu như ẩn hiện trong cột trụ của vu tần này. Con đực để cho sự tò mò của con cái trốn trong lòng. Thợ săn cao cấp thường xuất hiện dưới dạng con mồi. Một con chim biết rõ nghệ thuật chiến tranh. Sau 20 phút trốn tìm, làm cho con cái đối diện không thể dừng lại với anh ta. Gần đến lúc rồi. Cuối cùng, đó là khoảnh khắc bất ngờ yêu thích của tất cả phụ nữ. Đầu biến thành đầu nổ, sợ hãi cho cô gái đối diện. Con cái đều thích loại tính xấu xa này. Đặc biệt là những cái thú vị như thế này cũng có thể cung cấp giá trị cảm xúc, tài năng và thú vị. Anh ta phải có đầy đủ con cháu.